Sơn Phan Con, chung tay vì bóng đá trẻ. Sơn Phan Con. Bài toán cho thầy Park Hang-seo, đáp án không nằm ở đối thủ mà chính các dữ liệu đang có trong tay. Ẩn số nào phù hợp cho phương trình quen thuộc luôn dẫn tới thành công? Quyết đoán, sáng tạo, kiên nhẫn và đầy nhiệt huyết. Tin ở thầy Park, tin ở bóng đá Việt Nam. Bình luận thể thao tuần này, 20:30 ngày 17 tháng 1 trên VTV1. Sơn Phan Con, chung tay vì bóng đá trẻ. Sơn Phan Con.